cho anh em xem video của Quốc Quý Channel ngày hôm nay về rất là nhiều loại cá và có rất nhiều loại cá khuyến mãi từ cá VIP cho đến cá không VIP luôn. Thì một số hàng mình có đăng trên Shopee rồi, anh em hãy mua trên Shopee. Và mình xin nhắc lại nữa là mình không phải chỉ bán trên Shopee thôi mà mình bán toàn quốc hết. Anh em mua theo kiểu truyền thống thì có thể chuyển khoản qua cho mình và inbox qua Zalo đó. Còn anh em mua, nếu mà đã từng mua trên Shopee rồi thì mua trên Shopee, còn nếu mà chưa từng mua thì thử mua. Có một cái đường link ở phía dưới mình có hướng dẫn sơ bộ cách mua cá trên Shopee. Rồi nói ngắn gọn vậy cho anh em dễ hiểu ha. Thì anh em nào không hiểu thì nhắn qua Zalo mình giải thích thêm. Tại số 936 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Sau này xa nhau anh mới thấu suốt... Rồi Lutobat anh em ơi, Lutobat là Lutobat Gen Rebound. Hàng này chơi khuyến mại lớn cho anh em luôn nè, 100k một cặp rồi, 200k cho combo 3 cặp. 200k 3 cặp Lutobat nha. Xanh thiên thanh quyến rũ anh em nha. Hàng này có trên Shopee, anh em mua có thể liên hệ trên phần Shopee giúp mình. Rồi trước mặt anh em đây là một bầy luôn, một bầy full Platinum luôn. Platinum là hàng Gen Swallow, nguyên một bầy. Sale nhanh cho anh em luôn bầy này với giá là 200k. Hơn 10 con. Cỡ 15, 16 con gì đó, nói chung là tầm tầm đó. Tính ra con cỡ 12 nha. Một cặp Platinum này là 80k anh em nha, thì sale nguyên bầy luôn anh em. Nguyên một bầy luôn. Đó anh em nào may mắn xem được video này thì giúp nha, 200k nha. Không ship tỉnh, không ship tỉnh. 200k nguyên bầy. Anh em ở Hồ Chí Minh thì chuyển khoản trước mình bắt mình ship. Coi kỹ video giúp mình nha. Nói chung là hàng thanh lý thì chất lượng nó như hàng thanh lý thôi, không phải tốt hơn được đâu. 200k nguyên bầy là quá là thanh lý rồi. Đây là mình thanh lý luôn. Máy Lurat Rip Bonsi tai bơ bướm chuẩn phơm đẹp. Đó, hàng này tầm 300 ngàn một cặp nhưng giờ mình thiếu trống rồi, còn lẻ ra có khoảng 4-5 con máy nè anh em ơi. Để mình đếm coi. Đếm 2 2 4 5, 5 con máy anh em nha. 5 con máy. Rồi, nhanh gọn lẹ 100k một con anh em, bắt hết 5 con 400. Rất đẹp luôn nha. Hàng này về phơm giống là ok luôn anh em nhìn nè. Tại thanh lý thôi chứ không phải cá rẻ là cá xấu nha. Cá này nếu mà bán ở ngoài chắc cũng khoảng 200-300 con ấy. Không đùa đâu. Rồi tiếp theo đây chúng ta có vài cặp là Tiger Yellow King Cobra Swallow. Rồi con hàng này mình sẽ sell 300k một cặp là Swallow nha. 300k một cặp Tiger Yellow King Cobra Swallow. Và đặc biệt anh em đã xem được video này sẽ được tặng một con máy Gen thì mua kèm một cặp. Chỉ có 4 cặp duy nhất thôi anh em nha. Mua một cặp tặng thêm một con máy Gen. Máy Gen là máy không có tia đó, là máy trung bày. Đó, tia tủng là rất ok nha anh em. 300k một cặp rồi. Tiếp theo đồng hàng rất là hot trên thị trường thời điểm hiện tại là Coisito Ribbon Tay Ba Bướm. Mới về tới thì luôn anh em ơi. Chỉ có 4 cặp duy nhất thôi. Đây anh em nha. Abino Coisito Ribbon. Bốn cặp duy nhất nha. Hàng này đang ôm trứng á. Mình anh em nào thường hỏi cá khi nào đẻ hay gì đó thì thôi đừng có hỏi nữa, mua dòng này về chơi rồi khỏi cần hỏi. Cá con trong bụng thấy luôn.
con này thì trứng bắt đầu đang thụ tinh nè anh em. Đó thì nó sẽ chuyển cho màu hồng như vậy. Còn những con đẹp ôm trứng mà chưa thụ tinh rõ thì nó sẽ ôm cái trứng màu vàng. Đó là trường hợp trên mắt đỏ. Đó, trứng nó hồng như vậy, như cái con mình đang quay đó là trứng nó sắp đẻ, là nó sắp thành cá con rồi đấy. Còn đây là trứng vàng, đây là ôm trứng và đang nhận tinh rồi. Rồi hàng này 4 cặp thôi, anh em nào yêu quý thì hốt lẹ. Rất đẹp nha, hàng tuyển rất đẹp luôn, đầu đỏ chót luôn này. Rồi body form là rất là ok. Rồi tiếp theo là Lutobat, hàng nhập anh em nha. Đó, phong size rất là ok nè. Tại bờ 4 là cực đẹp luôn. Giá mình sẽ sale nha, anh em là có nhu cầu mua hàng này thì inbox qua cho mình. Sẽ sale nhẹ hơn so với đợt trước. Rồi con Reebok mới về nha anh em. Combo như cũ là cặp 150, 303 cặp. Đợt này máy lớn hơn một tí nha, trung bày nhưng mà tại vì ép size lên, bây giờ máy nó size lớn hơn xíu, tí mình quay luôn. Thì trên Shopee có hàng này, và mình xin nhắc lại là một số sản phẩm trên Shopee sẽ có giá thậm chí là thấp hơn so với giá combo, coi như hỗ trợ cho anh em, bởi vì mình bán trên Shopee không có bảo hành trong quá trình vận chuyển. Cho nên một số loại mà mình có thể đang có số lượng nhiều á, mình sẽ giảm đẹp cho anh em luôn. Đây máy full gold Reebok nha, vẫn là tay bướm. Mình thả vô rồi thôi, cố quay xuống để thông cảm. Vẫn tay bướm nhưng size to hơn nhiều con nó ôm bầu nha. Thả vô nó bơi tùm lum á. Chưa quay gym nữa. Mình tưởng gì cháy nữa. Đó thì vừa một nha, 303 cặp anh em nha, trên Shopee có luôn. Ô tiếp theo đây là số lượng coi sọt tay bờ bướm rất là nhiều luôn anh em thấy không ạ? Rất nhiều luôn, sale mạnh luôn anh em nha, sale mạnh cho anh em cái hàng này luôn. Đó, coi sọt viết bom tay bờ bướm, nhiều con tay bờ rất là ok luôn nha anh em. À. Hàng này sale 50% anh em nha. 300k một cặp thì hôm nay mình sẽ bán theo combo là 300k hai cặp. Có trên Shopee luôn, Ồ nhiều con rất là ú sắp đẻ luôn anh em nha. Và khuyến mại lớn cho anh em nào mua hai combo luôn. Ngày hôm nay mua hai combo chúng ta sẽ là 600k, tặng anh em thêm một cặp luôn, 600k. 600k tặng anh em thêm một cặp luôn. Duy nhất dành cho những anh em nào xem được video này và dành cho những anh em nào xem được video trên online luôn. Đơn tỉnh luôn. Anh em mua hai combo tặng ngay một cặp luôn nha. 600k cho combo. Nhiều 2 4 tặng 1 là 5 luôn, 600k 5 cặp. Quá rẻ luôn anh em nha. Rồi anh em ơi, lên kêu show luôn nha. Đó, form nhiều em rất là đẹp nha. Nhắc lại 200k cho combo 3, lộn 3, 300k 2 cặp. Và anh em mua combo lớn sẽ là combo 600k. Combo 600k thì chúng ta sẽ được 5 cặp, 300 2 cặp, 600 5 cặp. Ôi, nhiều con sọt ngắn dễ thương cực kỳ luôn anh em nha. Mỗi đời form khá là đẹp. Rồi tiếp theo mình có một bài Platinum nha, thanh lý bài này luôn.
có ở đây như mình thấy đang trước mặt là có hai máy Reebok, còn lại là máy Zen. Rồi bài này thanh lý nhanh 200k em nha, 200k, trong đó có hai máy Reebok luôn, một trống hay hai trống gì đó, và 4-5 máy thường. 200k cho bài Platinum Reebok này nha. Rồi tiếp theo mình đến với đây là coi sọt Zen anh em nha. Cái bộ combo này hiện em quá quen rồi nha, máy Zen chống Reebok. Combo này 200k 3 cặp anh em nha. Mới về luôn, nhiều máy rất ú rất xinh xắn nha. 200k 3 cặp, một combo lớn chúng ta và bao nhiêu ạ? Đúng rồi, dĩ nhiên rồi, combo 400k là anh em sẽ được 7 cặp. Hàng này có mặt trên Shopee, anh em có thể book trên Shopee được rồi nha. Rồi tiếp theo đây chúng ta có là Will Super Short Reebok sắc phiên. Hàng này giá thị trường đang rất là cao anh em, đặc biệt là hàng Will này đang rất là hot. Super Short nha, rất ngắn luôn anh em ơi. Thì hàng này mình sell luôn, giá thị trường tầm 1.2 triệu, 1.1 triệu gì đó, thì bên shop Bookcopy sẽ sell còn 800k một cặp anh em nha. 800k một cặp Will Super Short như video anh em đang xem. Rất màu và ngắn nha, và đẹp hơn nữa anh em, là chơi một combo hai cặp mình sẽ giảm mạnh luôn, còn 1.300.000. Nếu book combo hai cặp thì nhẹ nhàng với nhau 1.300.000. Đợt này mình được 4-5 cặp gì à, mấy cặp kia nó thả ra em thấy nhát quá, quay nó không đẹp. Ống không? Còn lấy nhau. Đây, ba cặp rất dễ thương luôn nha. Form cỡ này mình còn 5-6 cặp anh em, chốt thì chốt hạ liền, bán nhanh cho nó hết luôn. Rồi tiếp theo chúng ta có ở đây là Cozen Air Reebok tại bờ bướm. Hàng này sinh sản tại Việt Nam nên hàng mềm hơn hàng Trung Quốc nhiều nha. Cực hơi nhiều anh em thông cảm. Cực nhiều quá, mới lên nước trong quay nó hơi lịch sự hơn. Rồi hàng này mình sale cho anh em luôn 300k cặp, combo 2 cặp sẽ là 500k. Ok, combo 2 cặp 500k. Coi Zen Air Reebok nha. Và đặc biệt hơn cho anh em là sẽ được video ngày hôm nay thì giá sẽ giảm tiếp còn 450k cho những anh em đó. Event đặc biệt nha. 450 combo 2 cặp luôn. Coi Zen Air Reebok. Phin đỏ nha. Vây lưng màu đỏ nha anh em. Tiếp theo mình đến với hai người Zalo kinh cấp ra anh em nha. Hàng này thì có hai sự lựa chọn cho anh em, ba sự lựa chọn luôn. Như hồi nãy mình có quay trước đó là hàng Squalow, tiếp theo nữa là có hàng Reebok, tiếp theo nữa là có hàng Zen. Thì hàng Reebok đợt này mình sale cho anh em luôn, combo 2 cặp 500k, một cặp là 300. Còn hàng không Reebok, combo 3 cặp là 250k, một cặp là 100k. Hàng này đợt này chống về vệt rất là đẹp anh em này, nhìn kỹ nha, chống rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn em ơi, chống hoa văn vật đen rất là rằng ri. Rồi tiếp theo mình lên con HB Road, con hàng chiến anh em nha. Đó, vậy cực căng luôn, vậy rất tốt anh em à. Đó, ngán ngửa như cả nhập luôn á nha. Này chưa cho anh Atemi á, trời ơi chống rồi. Xuất sắc anh em ơi, quá xuất sắc. Giá thị trường là bao nhiêu ạ? Giá thị trường là 800k một cặp ngay tại video này mình sẽ sell. Còn 500k một cặp. Anh em bắt combo 2 cặp 800k. Combo 2 cặp 800k anh em ơi. Quá chất.
cá mới về mình chưa dám cho ăn atemi, ăn atemi vào lòng lạnh lắm anh em ạ. Rồi tiếp theo đây là những con hàng mái của HP Ross anh em nha. Rồi ôi mái này về làm giống làm đẻ là không còn gì bằng luôn. Không gì sánh bằng luôn, nhìn vây mái cả đỏ rực cả vây. Và có độ rũ nhất định, độ căng, độ cứng của vây hoa hồng Ross. Quá mềm rồi anh em ơi. Rồi kích thích chương trình kích cầu lớn rồi, lỡ sale xe cho tới luôn. Anh em mua combo 2 cặp 1.1 triệu, mình tặng thêm một máy luôn, vì bộ máy này quá đẹp. 1.1 triệu tặng thêm một máy luôn, combo 2 cặp 1.100.000 tặng thêm một máy anh em nha. Quá lớn rồi, máy đẹp quá phải tặng em thôi, có hàng tặng rồi đây. Rồi chứng minh anh em ra dòng Dumbo Santa Reborn anh em nha. Và đây là bổn nguồn gen nguyên bản nhập từ Thái và sinh sản tại Việt Nam. Nhiều anh em cứ hỏi này phải cá lai hay không, F2 đẻ ra giống hay không, thì đây là nguồn thuần chủng nha. Mỗi lần đây phải nói này là nó cá. Rồi hàng này là máy tai bơ bướm luôn anh em thấy không, máy tai bơ bướm. Và đây là phiên bản giới hạn luôn, không có nhiều đó. Anh em nào theo dõi kênh mình mà cũng đang chuyển copy cũng biết đó, hàng Dumbo Santa Reborn này đang hiếm, rất là hiếm người có. Đó, vài combo chúng ta là nhiều đây nè, 200k một cặp anh em nha, 200k một cặp. Anh em nào vui vẻ bắt combo 2 cặp là 350k cho combo 2 cặp Dumbo Santa Reborn. Có 8 cặp thôi, mình có duy nhất 8 cặp thôi, 4 combo là hết hàng nha. Anh em là thấy ưng mắt thì có thể hốt liền combo này về chơi, nuôi hùng xốp, nuôi ngoài trời rất là đẹp. Đây anh em ơi, đó, rất là ok nha. Hàng này có trên Shopee luôn anh ơi. Và đồng xanh của chúng ta là bao nhiêu ạ? À? Giá đi chừng 150k, giá tại bộ Shopee là 300k, 300k cho combo 3 cặp. Rồi sale luôn cho anh em nào xem video này, 250k. Qua shop nhớ nhắc dùm có xem video là giảm 250k đúng không ạ? À? Còn giá bình thường sale là 300k 3 cặp anh em nha. Anh em nào xem được video này là 250k. 250k cho 3 cặp đồng Senendo bổn đẹp luôn nha. Hoa văn vẫy váp đầy người. Có trên Shopee luôn. Có trên Shopee luôn. Rồi lông đỏ đuôi tê mới lên bày mới luôn anh em ơi, đẹp xuất sắc nha. Giá đi chừng là bao nhiêu vậy? 100k một cặp, giá tại shop đang sale là 80k một cặp. Và giật mình hơn nữa, combo 3 cặp chúng ta là 200k cho 3 cặp. 200k 3 cặp. Đặc biệt cho anh em xem được video này nhất thêm cái nữa, 150k 3 cặp nha. 150k 3 cặp cho anh em nào xem video này ngày hôm nay. Nếu qua shop thì nhớ báo mình là có xem được video khuyến mãi rồng đỏ đuôi tiên 150k. Còn nếu không báo là 200 đó nha. 300k 3 cặp nha. Đèn này nó chói quá, mình hạ xuống cả cho anh em nhìn nó rõ. 300k 3 cặp full red Mendoza. Rất đẹp luôn anh em ạ. Rất tươi nha. Rồi coi Red E mình lên lại anh em nha. Coi tai đỏ Red E form rất là đẹp, ú nu luôn không anh nè. Rất là ú nha. Rồi hàng này sale nhanh bay lẻ luôn. 700k sale được 600k một cặp. 600k một cặp, anh em nào vui vẻ vui tính nhiều tiền bắt 2 cặp 1.1 triệu. 2 cặp 1.1 triệu anh em nha. Rồi tiếp theo là hàng Gen E luôn. Hàng này anh em thấy không, màu đỏ rất là ok nha, và đỏ leo đầu, đỏ leo lưng rất dày, đó leo qua mút sau lưng luôn à, em thấy không em?
Rồi, đỏ hàng tuyển đẹp này 100k một cặp, ngay video ngày mình sale nhanh sale gọn 200k cho combo 3 cặp và có hàng này trên Shopee luôn. Anh em vào đường link Shopee mua chọn cô rõ Zena nha. 200k cho combo 3 cặp. Hàng tuyển hàng đẹp, đỏ rất đậm. Đây tím rồng anh em ơi. Thì video mình đang quay bằng đèn flash anh em nha. Thì con rồng tím này phải có đèn nó sáng lên rực rỡ như vậy đó. Rồi. Đã chưa? Để mình vớt lên vợt show cho anh em xem nha. Đó. Và lông tím đang khuyến mãi nha anh em ơi. 200k một cặp, combo 2 cặp là 300. 2 cặp 300 anh em nha. 2 cặp 300 luôn. 2 cặp 300. Rất đẹp anh em nha. Và anh em mua cho mình một combo 4 cặp thì mình sẽ fit mạnh cho anh em thêm một phát nữa. 4 cặp 600k, giảm trong video này còn 500k. 500k 4 cặp rất đẹp luôn, đợt này lên rất đẹp màu, rất là tươi anh em ơi. Trời ơi, quá đẹp đuôi nè, đuôi hoa văn đầy đượm luôn. Rất là đẹp nha anh em. Đó. Cái này anh em nuôi nền đen cho mình, nền đen thì con rồng tím mới đẹp nhất. Đang quay trong cái nồi anh em ơi. Nồi này, nồi kho thịt qua ngoại mượn quay. Rồi anh em ơi, tiếp theo đây là chúng ta sẽ có dòng Dark Blue. Dark Blue anh em nha. Dòng này giá bình thường là 80k một cặp và trong live lộn trong video này. Video này là giá bao nhiêu anh em ơi? Video này là video săn sale. Thì chúng ta sẽ còn là 150k cho 3 cặp. 150k 3 cặp Dark Blue như video anh em đang xem. Rồi tiếp theo Super Sọt tiếp anh em nha. Super Sọt hàng này size bé hơn nè anh em. Rồi hàng này 500k một cặp, sale nhanh. Combo 2 cặp 600k cho anh em nào xem được video này. Đó anh em xem đó, body cực ngắn luôn. Đó. Tàn máy tuyển cực ngắn anh em nha. Ăn cơm gà chiên ngon bạn. 600k. 2 cặp combo 600k 2 cặp. Ăn cơm gà chiên không? Không ạ. Hai bằng nữa hả? Rồi chứng minh anh em là bài wheel sọt nha anh em, wheel sọt gen rebound, chống rebound về máy thường. Bên này mình bán thêm combo chống rebound máy thường anh em nha. Sale luôn rồi này luôn. Giá tại shop 150 giá cho anh em xem video này. À, 150k giảm combo. 2 cặp 200. Wheel sọt 2 cặp 200. Đó, wheel sọt anh em nha, 2 cặp 200k và anh em nào qua shop mua thì nhớ dặn giùm mình là có xem video để được hưởng chương trình khuyến mãi anh em nha. Còn giá bán tại shop thì mình vẫn không có thay đổi. Chỉ thay đổi cho anh em nào xem được video ngày hôm nay thôi. Giảm hết tuần này anh em nha, nếu còn cá thì sẽ giảm hết tuần này. Hết cá thì hết khuyến mãi. Coi red. Đó, tay bơ bướm rip bông si. Hàng này 1.200.000 một cặp anh em nha. Rồi sẵn sale hàng kia rồi, sale luôn hàng này. Người anh em Trung Quốc với nhau. À, hai đó là xuất phát từ Trung Quốc anh em nha. 50 bạn ơi. Hàng này mình sale luôn còn 900k một cặp. Pin C tay bơ bướm. Rồi đầu rất đỏ nha anh em.
900k một cặp, tuyệt vời luôn anh em nha. Đang ôm bầu khá là căng rồi đó. Rồi trước mặt chúng ta là Gold Rip Bông hàng tuyển, chống máy full tay bay, full vảy. Hàng này khuyến mãi cho anh em luôn, một cặp 500k. Combo chúng ta hôm nay là combo 2 cặp sẽ có giá là 800. Đó, máy full vảy và đang rất bầu bỉnh luôn, đang ôm trứng anh em. 2 cặp 800. Rồi đây là Gold Rip Bông hàng tay bơ bướm anh em ơi. Đó, bộ này máy đợt này cũng hơi to nè anh em ơi, máy to nha. Rất đẹp anh em nha. Hàng này sale luôn 200k một cặp, mình sale còn chỉ có, giờ sale làm sao ta, 200k một cặp. Rồi anh em bắt combo đi, combo 300k 3 cặp tay bò bướm nha, ràng đẹp anh em nha. 300k 3 cặp full gold rip bone tay bò bướm, sale banh sát luôn, em thấy ông máy bầu bỉnh rất là nhiều nha. 300 3 cặp. Xin nhắc lại, không nghe lầm đâu nha, sale lớn ngày hôm nay luôn, 303 cặp. Số lượng ít anh em nha, bài này cũng ít nên mình sale lẹ cho nó hết, mình chuẩn bị lên bài mới. Nên anh em tranh thủ nha, 303 cặp.